chào quý độc giả của báo Đồng Nai. Một tuần mới lại đến và như thường lệ, sáng thứ hai đầu tuần, mời quý vị cùng báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10 năm 2023. Các nội dung chi tiết sẽ có ngay sau đây. Hơn 2,3 ngàn thửa đất thuộc dự án Gem Skyworld đủ điều kiện chuyển nhượng. Tin của Phạm Tùng. Sở Tài nguyên Môi trường cho biết đã có thông báo kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, công trình đã xây dựng vào điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, dự án khu dân cư theo quy hoạch của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An tại xã Long Đức, huyện Long Thành, tức dự án Gem Skyworld. Theo đó, căn cứ các quy định pháp luật liên quan, các hồ sơ tài liệu có liên quan và báo cáo công tác hoàn thành xây dựng công trình do chủ đầu tư cung cấp, Sở Tài nguyên Môi trường thông báo 2.305 thửa đất thuộc dự án Gem Skyworld đủ điều kiện chuyển nhượng. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An làm chủ đầu tư, Tập đoàn Đất Xanh là đơn vị phát triển dự án. Dự án có tổng số vốn đầu tư hơn 5,7 ngàn tỷ đồng, tổng diện tích đất 92,2 ha với 50,5% là đất ở, còn lại là đất công viên cây xanh và công trình công cộng. Dự án được chia thành 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn. Đề xuất hỗ trợ 600.000 đồng một tháng cho công chức tư pháp hộ tịch cấp xã. Tin của Hồ Thảo. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trên địa bàn Đồng Nai đến năm 2025. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh dự kiến sẽ trình Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị xây dựng nghị quyết về chính sách hỗ trợ công chức tư pháp hộ tịch cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2025 với mức hỗ trợ 600.000 đồng một người một tháng, thời gian thực hiện kể từ ngày nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh có hiệu lực đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh. Chính sách này có thể thay đổi trong quá trình thực hiện lấy ý kiến các bộ ngành và các tổ chức cá nhân liên quan. Chữa trị kịp thời cho 5 người trong một gia đình bị ngộ độc do ăn thịt cóc. Tin của Hải Yến. Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã chữa trị kịp thời cho 5 bệnh nhân bị ngộ độc do ăn thịt cóc. Các bệnh nhân này là người trong cùng gia đình ở ấp Bến Nôm, xã Phú Cường, huyện Định Quán. Cả 5 bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm chất độc của cóc, trong đó có 2 trẻ nhỏ 7 tuổi và 10 tuổi. Sau khi được điều trị, tình hình sức khỏe các bệnh nhân đã ổn định và được cho xuất viện ngày 19 tháng 10. Theo các chuyên gia y tế, thịt cóc không độc, nhưng nếu làm thịt cóc không khéo thì độc tố từ nhựa cóc chứa trong da cóc, trứng cóc, gan cóc có thể dính vào thịt cóc gây ngộ độc, thậm chí gây tử vong. Phát hiện 31 lái xe dương tính với ma túy sau một tuần ra quân xử lý vi phạm giao thông. Tin của Đăng Tùng và Đình Biên. Thưa quý vị, sau một tuần ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, từ ngày 11 tháng 10 đến 18 tháng 10, các tổ công tác đặc biệt của Công an tỉnh đã xử lý 363 trường hợp vi phạm, phạt số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, tước 156 giấy phép lái xe, tạm giữ 197 phương tiện các loại. Trong đó có 146 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và đặc biệt có 31 trường hợp điều khiển phương tiện mà trong cơ thể có chất ma túy. Trong đó có một trường hợp là tài xế xe buýt, một trường hợp cả lái xe lẫn phụ xe tải cùng dương tính với ma túy. Thêm một vụ giả danh cán bộ quân đội lừa đảo. Tin của Nguyệt Hà. Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc giả danh quân đội đặt mua hàng để lừa đảo. Cụ thể, vào lúc 9 giờ ngày 21 tháng 10, một đối tượng tự xưng Vũ Ngọc Nam, công tác tại Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú, gọi điện đến một cửa hàng bánh mì ở thị trấn Tân Phú để đặt mua 300 ổ bánh mì và 20kg chả lụa cho cán bộ chiến sĩ tham gia bắn đạn thật. Sau khi chủ cơ sở đã chuẩn bị đầy đủ số bánh mì và chả lụa như yêu cầu, thì đối tượng tiếp tục yêu cầu mua tiếp 100 hộp thịt nguội của nước ngoài, hướng dẫn liên hệ đến một cửa hàng tại xã Phú Túc, huyện Định Quán để đặt mua. Khi chủ cửa hàng bánh mì liên hệ thì đối tượng giả danh chủ cơ sở bán thịt hộp, yêu cầu đặt cọc 100% số tiền hàng khoảng 18 triệu đồng. Nghi ngờ là mạo danh, chủ tiệm bánh mì đã liên hệ với Ban chỉ huy quân sự huyện Tân Phú thì được biết không có ai đặt mua bánh mì và hàng như đối tượng yêu cầu. Thời tiết trong tuần, ngày nắng gián đoạn, trưa chiều tối và đêm có mưa. Tin của Kim Liễu. Đài khí tượng Thủy văn Đồng Nai dự báo từ nay đến 26 tháng 10, thời tiết mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng gián đoạn, trưa, chiều tối và đêm có mưa rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nguyên nhân là do khu vực Đồng Nai chịu ảnh hưởng bởi rìa xa phía nam áp cao lạnh lục địa có cường độ ổn định. Những ngày tới, rãnh áp thấp xích đạo có xu hướng nâng trục chậm lên phía bắc, trục qua khu vực Nam Bộ. Trên cao áp cao cận nhiệt đới nâng trục lên phía bắc, trục qua Bắc Trung Bộ, sau qua Bắc Bộ lấn Tây và hoạt động mạnh, gió đổi hướng có cường độ yếu. Lượng mưa từ 10 đến 120 mm, nhiệt độ trung bình 26 đến 28 độ C, cao nhất 32 đến 34 độ C, thấp nhất 22 đến 24 độ C. Mực nước sông Đồng Nai ở thượng lưu hồ Trị An và các sông suối khác biến đổi chậm.
Quý vị vừa cùng báo Đồng Nai điểm lại các tin tức đáng chú ý với tin nhanh audio. Bản tin có vào lúc 6:30 từ sáng thứ hai đến thứ bảy hàng tuần trên các nền tảng của báo Đồng Nai.